Là một hoa hậu nên Linh rất chú trọng đến việc giữ gìn sức khỏe và vẻ đẹp của cơ thể. Và kể từ sau khi mà Linh đăng quang thì lịch trình hoạt động của Linh lúc nào cũng rất là dày đặc và kèm theo đó là việc phải make up và làm tóc rất là tỉ mỉ mỗi ngày. Và để có được thần sắc luôn luôn tươi tỉnh và làn da sáng đẹp thì Linh luôn luôn ý thức với bản thân mình đấy là việc phải uống đủ nước mỗi ngày này và có được một cái chế độ tập luyện thật là khoa học và hợp lý, tránh thức khuya và thường xuyên phải bổ sung những thực phẩm lành mạnh như là rau củ quả mỗi ngày. Linh thì chưa bao giờ ăn kiêng nhưng mà luôn tuân thủ theo một chế độ dinh dưỡng hợp lý. Và Linh thì ăn đầy đủ tất cả các nhóm chất như là chất tinh bột này, chất đạm và chất béo, nhưng mà được tính toán rất là tỉ mỉ sao cho phù hợp với cơ thể và chế độ luyện tập. Thời gian gần đây thì Linh thấy rằng là các bạn nữ thường xuyên áp dụng cái phương pháp đấy là nói không với tinh bột để giảm cân. Tuy nhiên thì với phương pháp này thì rất dễ làm các bạn bị mất cân bằng dinh dưỡng, và sau khi mà trở lại về chế độ ăn bình thường thì các bạn sẽ rất dễ tăng cân trở lại. Với Linh thì Linh vẫn ăn những thực đơn với những món mà Linh yêu thích, tuy nhiên thì với mức độ vừa phải thôi. Chắc chắn là nói đến đây thì rất là nhiều bạn nghi ngờ rằng là nếu ăn uống như vậy thì làm sao có thể duy trì được vóc dáng đúng không? Và là ngày hôm nay thì Linh sẽ bật mí tới các bạn một bí quyết của Linh làm sao để Linh vẫn có thể duy trì được vóc dáng của mình mỗi ngày. Đó chính là nước ép cần tây Cytokata 2-trong-1. Chắc chắn rất là nhiều người biết đến công dụng của nước ép cần tây. Nó có rất là nhiều những vitamin, khoáng chất này, giúp detox và thải độc cho cơ thể. Tuy nhiên thì với Linh khi mà bắt đầu sử dụng nước ép cần tây thì Linh cảm thấy là rất là khó uống bởi vì cái mùi vị cũng như là hương vị của cần tây. Khi mà bắt đầu uống nước ép cần tây thì Linh luôn luôn cố gắng xay với cả táo xanh này, củ dền hay là cà rốt để làm giảm cái vị hăng của cần tây đi. Tuy nhiên thì với việc mà ép nhiều loại rau củ như vậy thì khá là lích kích với một người mà có quá nhiều công việc bận rộn như Linh. Khác với các loại nước ép cần tây khác thì nước ép cần tây Cytokata 2-trong-1 gồm có 5 loại nguyên liệu, đó chính là cần tây này, sâm tố nữ, tinh chất mầm đậu nành, mầm đậu xanh và cỏ ngọt. Không chỉ làm thanh lọc và thải độc cơ thể mà nước ép cần tây Cytokata 2-trong-1 còn làm tăng nội tiết tố nữ và sản sinh ra lượng estrogen tự nhiên trong cơ thể, giúp Linh luôn luôn có một vóc dáng đẹp và một làn da trắng sáng căng mịn. Và việc pha chế thì vô cùng đơn giản, chỉ 15 giây thôi thì Linh đã có một ly nước ép cần tây vô cùng thơm ngon như thế này đây. Và nếu hôm nào mà quá bận rộn thì Linh sẽ nhờ bạn trợ lý của Linh pha cho. Và vì tiện lợi như vậy nên là dù Linh đi bất cứ đâu, đi du lịch hay là đi sự kiện hay đi làm, Linh đều có thể mang theo một cách rất là dễ dàng. Linh uống nước ép cần tây Cytokata vào mỗi sáng thức dậy và buổi tối trước bữa ăn. Và việc uống đều đặn nước ép cần tây trước bữa ăn thì lúc nào cũng sẽ làm cho mình có cảm giác no lâu hơn. Chính vì vậy là lượng thức ăn nạp vào cơ thể cũng sẽ ít hơn. Với một người mà có lịch trình làm việc bận rộn như Linh thì việc lựa chọn một thức uống vừa dinh dưỡng vừa tốt cho sức khỏe, lại nhanh gọn, tiện lợi và vô cùng có hiệu quả trong việc duy trì vóc dáng cũng như làm đẹp làn da là một điều không thể thiếu. Và Linh lựa chọn Cytokata để khỏe đẹp mỗi ngày. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.